Thưa quý vị, thời gian vừa qua chúng tôi đã nhận được hàng trăm hồ sơ khiếu nại của nhiều khách hàng mua đất tại dự án Diamond City thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Và theo thông tin được cung cấp thì dự án có chủ đầu tư là công ty Lê Hương Sơn và hai công ty là Việt Hưng Phát và công ty Kim Phát mở bán cho khách hàng. Nội dung khiếu nại của người dân cho biết là họ đã bỏ ra hàng chục, thậm chí là hàng trăm triệu đồng để đặt cọc tiền mua đất nền. Nhưng mà sau khi phát hiện dự án chưa có pháp lý rõ ràng, khi mà những người này đến công ty Việt Hưng Phát hay là Kim Phát để đòi lại tiền, thì những công ty này nhất quyết không trả lại. Anh Triều đã bỏ ra 700 triệu đồng để nhận chuyển nhượng một lô đất nền tại dự án Diamond City vào tháng 5 vừa qua. Dẫn chúng tôi đến nơi từng diễn ra buổi lễ mở bán, anh cho hay buổi lễ được tổ chức rất hoành tráng với những khuyến mãi hấp dẫn. Điều này đã khiến anh và nhiều khách hàng khác bỏ tiền ra mua ngay lúc đó. Đây là một cái buổi đấu giá chứ không phải là một cái buổi mở bán để khách hàng nhanh chóng là đặt tiền. Hôm đó là đặt tiền cọc tại đây luôn, bằng cách là cà thẻ luôn. Khi mà vừa mới đưa thẻ ra là nhân viên tư vấn của công ty Việt Hưng Phát là giật thẻ rồi đi cà luôn. Đó là nói tóm lại là khách hàng bị mất hết lý trí. Nếu mà khách hàng nào mà đóng 50% cái lô đất đó thì được giảm một cây vàng. Sau khi đặt cọc, ngày hôm sau những khách hàng này đến trụ sở công ty Việt Hưng Phát để đóng nốt tiền còn lại. Người 400 triệu, người 700 triệu và thực hiện ký kết hợp đồng. Thế nhưng, khi mua đất nền, thay vì ký vào hợp đồng mua bán, thì họ lại nhận được hợp đồng góp vốn để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mới cầm bản hợp đồng lên đọc, nói chị ơi chị không cần đọc gì hết, chị nó che hết trơn trên đây. Nó kêu chị chỉ cần đọc đúng cái tên, đúng địa chỉ của chị là được rồi, số chứng minh của chị để bên công ty em làm cho nó nhanh. Bây giờ rất là nhiều khách hàng đến đóng tiền, một mình chị mà làm như vậy lâu lắm, đọc hết cái bản hợp đồng lâu lắm. Tôi có hỏi là gửi cho tôi những cái giấy tờ pháp lý mà đã được chính quyền địa phương cấp. Thì họ chỉ nói là cái này ấy, là bí mật của công ty Việt Hưng Phát nên họ không thể gửi cho tôi được. Tìm đến Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai để kiểm tra tính pháp lý của dự án, nhiều người mới tá hỏa, huyện Trảng Bom không có dự án nào đăng ký tên là Diamond City. Khu đất tại dự án, tỉnh còn chưa có quyết định giao đất cho chủ đầu tư là công ty Lê Hưng Sơn. Thậm chí, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng chỉ mới có thông báo thu hồi đất cách đây nửa tháng. Và cái khu đất đó phải được kiểm tra là hạ tầng đã đảm bảo. Và cái khu đất đó là được cái đoạn phân lô bán nền theo quy định của nhà nước thì mới được phép bán. Còn bây giờ mới làm cái giai đoạn này thì đã giao bán đi vậy thì nó chưa đúng quy định của pháp luật. Đến lúc này, nhiều khách hàng đã đến công ty Việt Hưng Phát để đòi lại tiền thì bị từ chối. Dở xem lại hợp đồng, nhiều người mua nhà còn té ngửa với những điều khoản khá lạ lùng. Ví dụ như, trong vòng 7 ngày không đóng tiếp tiền thì mất tiền cọc. Khách hàng không đóng tiền theo đúng tiến độ thì sẽ bị thanh lý hợp đồng, mất trắng toàn bộ số tiền đã đóng. Và trong quá trình mở bán thì công ty Việt Hưng Phát còn đưa ra cho khách hàng những cái hợp đồng, ví dụ như là hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trên của chủ đầu tư là công ty Lê Hương Sơn cho công ty. Tuy nhiên thì theo các luật sư, việc chuyển nhượng dự án giữa hai công ty phải có sự chấp thuận và đóng dấu của cơ quan chức năng. Ở đây, hợp đồng này hoàn toàn không có và thậm chí là dự án còn chưa được cấp phép thì bản hợp đồng này hoàn toàn là vô hiệu hóa. Những câu chuyện tiếp theo về tình trạng lộn xộn trong việc mua bán đất nền sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các chương trình tiếp theo. Mời quý vị chú ý đón.